Cả đồng khói này. Người Việt Nam mà thừa rơm đốt đi. Phải đốt để cho máy lòng anh nó nhỉ. Quấn đi. Xin lấy không hết à? Đấy, anh Giang đang đốt rơm thấy chưa? Anh Giang được lên quay lên tivi nữa, thấy chưa? Tối anh Giang lên tivi này, các tỉnh. Lên tivi thì mới hot, tí anh Giang lên tivi đấy. Nhìn đi.